sâu luôn cả nhà. Anh sang được kéo cái ba lê cả nhà. Ủa chị Ni ra rồi đúng không? Chị lấy ba lê đằng kia kìa. Bé một cầm này ảnh luôn kìa. Bé một cầm này lấy ba lê với chị Ni. Phút đằng đầu ảnh. Nghe nhà. Đó là ngồi bằng ba lê. Cô sách. Đây là sàn. Bé Sơn mòn ở túi sách đúng không? Ừ, sổ đó. Cô anh sang thấy trước. Bé áo đen là con ai ta? Dạ, cảm ơn chị Thủy. Chị em mình từ từ tâm sự nhiều hơn. Đó, bụm bụm mà, thành Mỹ nha. Bụm mày. Hả? Đâu có bụm đâu. Bà chị... Này, chị đi xong rồi nè cả nhà. Trình. Chị này lấy túi sách à. Còn gia đình anh Hải đâu? Giờ lon đông. Hải chị lon lắm đi rồi. Lon ơi, lon 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 rồi. Lon má tư. Má tư nữa. Giờ đình lon đâu kìa. Này, tình trời có một em gái đang ngồi bơi bơi trên cái bali. Đấy cái nè. Trời ơi, nhiều lắm quay em gái đó là gì? Nó lộn xộn như kiến ở đâu đó hả? Dạ, đánh hiệp, dạ anh chào. Tại lâu quá mới gặp. Góc này sẽ thấy rõ hơn của chú anh chị ơi. À, má tư, má tư. Má tư, má tư, má tư. Má tư đó, má tư đó. Má tư bông của chú anh chị. Má tư bông được bông mọi người ơi. Các bạn che má tư rồi. Đó, bé xô lại đó, kia kìa. Xô đừng lại đó. Kìa, bé tin kìa. Bé tin mặc bộ đồ ren kìa. Đó, bé tin xuống kìa. Hồng Loan đi xuống rồi. Đang chạy xuống kìa. Đây, má tư đang đi kiếm quả ly nè. Áo bông bông trắng nè. Như này cái băng truyền nó chạy vòng cũng vậy. Hồng Loan và bé Bùn ha. Còn anh Hải với Hồng Loan bé Bùn với bé Ken nữa là đủ. Má tư ở túi bên kia mà. Cả nhà mình thông cảm nha, tại vì ở xa quá nên đi làm ban đêm nữa. Ô bé muốn cầm đâu ta? Ở má tư lại đó. Đó. Ngồi dạo hoài luôn á. Dạo hoài luôn á. Đó, mấy ông cầm đó. Mấy cầm đứng gần Martin đó. À, mấy ông cầm. Chị này đang rất là vui vẻ nha cả nhà. Sao cứ ai không chờ ai mà chờ ông cầm rồi sao? Đó, má Tư lấy đồ kìa chứ nha. Má Tư đừng... Má Tư đừng kiếm cái vali. Cho vali nè. Lấy được cái bình trời. Ở cái quần trai này xách túi đồ chạy kìa cái nhà ơi. Duy ấy, Duy ấy. Giống quần mọc quá. À, dí như có vali của ảnh. Nhìn thấy chưa lên, đợi không kịp rồi. Ê. Đứng chỗ. Đó, bôi kìa, chị Lon kìa, đó. Đây này, chị Lon với bôi này. Bôi này con xanh, chị Lon. Đây, 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 đây. Đó, à, thấy rồi. Bôi này hả? Bôi này, bôi này. Buồn nhìn đây, chị Lon chưa thấy nãy đâu. Ủa chị Lon đâu? Anh Hải phải đi với ba Ken. Còn ba Ken với anh Hải nè. Chị Lon đi lấy đồ nè. À chị Lon kìa. Lon kìa. Chị Lon mặc áo của chú gì? Áo xác lát á. Áo xác lát nè. Mà cái vỏ đâu đỏ đâu đó đó đó. Có màu tím, cái màu hồng. Màu tím của chú gì đây, zoom lại của chú gì. Thử xem lại của chú gì. Đi với buồn nhìn kìa. Đi với buồn nhìn. Chưa thấy anh Hải nha. À, má tư đã tìm được bà nàng cả nhà, tìm được cái vali cho mình. Đó, Hồng Loan của chú chị. Trời, đứng chỗ đi, nó đi lát không đi tới mình. Đã đem xuống rồi. Đem xuống lại lái. Đem xuống rồi đó. Đó,
Hồng Loan là lấy là cô chú chị đó. Mớm ơi mớm. Đó, cuối cùng mớm đã kiếm được vali rồi. Mớm đeo iPod. Mớm chưa phát hiện anh em YouTube đâu. Mớm theo iPod. Đây, chị Loan thấy được cái vali của mình. À, để cái kèn đi kế bên luôn cả nhà. Để buồn để kèn đi kế bên luôn, đi theo mẹ. Để buồn là sẽ không bao giờ. À, anh Hải thì lấy chiếc xe đó nè. Anh Hải chưa? Đó, anh Hải đi lấy xe rồi. Đi bắt kia ra ngoài kìa. Có tư ra nè. Ủa đi ra rồi, đi xuống, đi xuống. Dạ, đầu tiên cho phép con nhân mến chào cả nhà thân. Lấy vali đó cả nhà. Vali đang chạy chạy xuống nè. Đó, cô chú chị, anh Minh chạy tới đó cả nhà ơi. Tí nữa thì sẽ có một hang đó, một hang này người ta đang đi xuống nè. Nó có nhà thấy xa xa đâu, mấy anh chị đang lấy hành lý đó của chú anh chị. Quay chia sẻ cập nhiều thông tin. Nó có nhà mấy anh chị đang lấy hành lý đó của chú anh chị. Đâu rồi? Sáu sáu nha đó. Quay nha cái anh em đang ngồi đây nha. Sáu sáu. Và đây chính là hậu nhân đó. Cái bên hậu nhân ở trên đây là quyền thổ cho bê cái nhà đó. Đó anh em cái nhà. Tối nay bây giờ là cũng gần tới giờ xuống nữa. Không biết là xuống nào thôi. 7 giờ anh chị bay thì từ bên bản bay đây tầm 1 tiếng mấy 2 tiếng đó cả nhà. Bây giờ là 9 giờ rồi. Tiếng muốn làm. Không biết là mọi người ở bên dưới là có ai trong đó, số trong người trong đó là chị Đi hoặc là chị Loan hoặc là Má Tư không nha. Đó, mấy anh chị đừng đứng ở trong đó cả nhà ơi. Cô bé ở nhà nhỏ kìa. Hiện tại sân bay quốc tế thì phải nói là rất là nhiều người nước ngoài nha cả nhà. Bên kia nữa cô chú anh chị. Kia nữa kìa. Ngồi nói chuyện cả nhà. Dạ thì ngày mai đó nhà, ngày mai là ngày 19 tháng chỉ ngày cầu 14 thì chị Bích Trâm. Ngày mai chị Bích Trâm khác cái gì ra mấy nè? Cơm đúng không? Và 10 giờ phải không? 10 giờ ở bệnh viện quận 8 cả nhà. 10 giờ ở bệnh viện quận 8 hả? Ừ. Đó thì cái nhà mà ai gần đó thì có thể là ngay dùng cơm. Không phân biệt giàu nghèo như thế nhà, ai cần thì có đến lấy thôi, anh chị đều phát hết, một người hai phần ba phần cũng được, mình cần thì mình đến mình lấy thôi. Thì ngày mai á cái nhà mình đến đó lấy cơm về ăn nha. Khi mình xuống rồi là hành lý ở trong cái này đi ra nè mọi người, đây nè. Mình tí nói như này. Hả? Uống sáng rồi. Em cũng không lo. Bây giờ nó hết cơm hết, đâu phải lo. Nhiều anh chị, cô chú, anh chị làm mạng thì em muốn sao không ngon hết. Nếu mà phát ở bên viện thì mình học tiêu nói thì khác ngon, anh chị khác ngon. Dung nó có nhà đây là trên bàn này. Đó, đồ đang ra ra cả nhà ơi. Cả nhà hay đấu xay nha. Xem video nhớ cho Tiên Miền một like, một share cả nhà. Chia sẻ video cho Tiên Miền con chú chị hơn nữa cả nhà. Hành trình mấy anh chị từ Thái Lan về cả nhà ơi. Đó, cả nhà. Hiện tại bây giờ là 9 rưỡi rồi mà Tiên Miền vẫn còn ở đây nha cả nhà. Để cập nhật anh chị từ Thái Lan về, chị Hồng Loan, chị Đi, Má Tư, anh Quy Sang, Hồng, bé Buôn, bé Ken, bé Su Su, bé Mộng Cầm, con của chị Đi, các tất cả anh em đồng nghiệp và bạn bè của chị Hồng Loan và Má Tư của chị Đi ở bên đó luôn cả nhà, cũng về chung của chú chị, bây giờ rất là nhiều luôn rồi. Nói chung là Tiên Miền cũng kênh TikTok của chú anh chị. TikTok Tiên Miền cũng bán hàng qua chị Hồng Loan. Cô chú anh chị nào mà có tài khoản TikTok thì cũng bấm vào qua giỏ hàng mua đồ ủng hộ cho Tiên Miền của chú anh chị.
mua bên chị Hồng Loan á thì nhân viên chị Hồng Loan cũng chốt đơn mà mua bên em cũng nhân viên chị Hồng Loan chốt đơn cả nhà. Thì em mua em cập nhật cái giỏ hàng vô để em liên kết điểm bán thêm sản phẩm để em kiếm thêm thu nhập lên cả nhà. Còn cô chú anh chị mình gần xa có yêu quý em thì sẽ vào để mua ủng hộ cho tiên người miền cả nhà. Hai cửa của thang xuống của chú anh chị, có một cái thang máy nha, nó bây giờ rất là đông nha mọi người. Cô chú anh chị trên kênh Tin Bên Miền của chú anh chị cứ xem video này thì nhớ ủng hộ Tin Đường Phố nha cả nhà. Cô chú anh chị mình cứ gõ vào Tin Đường Phố là có kênh của em nha cô chú anh chị. Tên Đường Phố và Tin Lang Thang nha mọi người. Cô chú anh chị bấm vào đó đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Tin Đường Phố nha, và Tin Lang Thang nha, cho cả nhà, để cho mình đề phòng bất chấp. Cô chú anh chị mong cô chú anh chị gần xa biết cái thông tin này nhớ vào ủng hộ cho hai kênh em ha. Đó, bên kia thì cũng có nè cả nhà, bên kia cũng có nè. Cửa bên này thì đông hơn, dồn dập như nhiều hơn cả nhà. Đó, có cửa kia là đồ ra này. Đồ đặt ra ở đâu đó, một người thấy chưa. Cầu thang thì hiện tại bây giờ là chạy liên tục đó, anh chị gần xuống rồi đó mọi người. Đó đó cả nhà thấy chưa, xuống đủ phủ luôn rồi. Tới giờ mấy anh chị xuống nghe cô chú chị. Bắn tẻ, lính bắn tẻ. Hello. Đó. Anh khỏe không anh? Nói cả nhà, cô chú anh chị xem video này nhớ cho em một like, một lần ký nha cả nhà. Chiến bay biết chiến bay gì không? Ăn đậu. Học ăn đậu bài là mua bài. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tin Bên Miền của chú anh chị. Ha cả nhà. Thì bọn em ở trên lầu cả nhà. Thì biết cái đường này là đường ra ha cô chú anh chị. Bên này nó có hai cái cầu thang bên này ngang cái này, bên kia một cái nè, cô chú anh chị. Chính giữa có một cái thang máy nha, mình đi ở trên mình đi ra đây, xuống đây mình lấy đồ ở đây cô chú anh chị, lấy đồ ở đây nè các mọi người.
Lấy của chú anh chị. Giờ thấy cực không? Cực. Có sướng gì đâu. Chị ra chị chơi. Chị ra chị chơi với tụi em đi. Nãy đi là chết cha rồi. Chị ra bây giờ chị ra chị chơi với tụi em đi. Nhà anh quỷ kia nhảm mệt quá. Có như nào? Quỷ tại nhảm khó ưa. Thế là thôi chị nghỉ đi. Dạ, chị ngồi chơi, chị ngồi tám với năng sân thôi. Ủa ở đâu? Điện thoại. À, chị đang ở nhà gì hả? Chị đang ở nhà. Ừ. Rồi thôi, ấy đi. Dạ.